Dạ vâng, lại xin được gửi lời chào đến các bác. Hôm nay thì lại một cái video ngắn giới thiệu với bác về cái bộ dụng cụ hỗ trợ trèo cây, hay gọi là guốc trèo cây. Kèm theo đó là sẽ có bán thêm dây bảo hiểm cho các bác nếu mà các bác nào đang có nhu cầu kèm thêm dây bảo hộ nhé. Thì trong những clip trước giới thiệu các bác rất chi tiết về những cái bộ guốc mà 2 đinh hay là hàng 4 đinh. Thì hôm nay sẽ giới thiệu các bác chi tiết về cái mẫu hàng 1 đinh nhé. Hàng 1 đinh bên em làm chất liệu được làm lên là inox 100% nhé các bác nhé. Inox 100%. Đinh rất chi là nhọn. Đây, em rút ra các bác nhìn thấy đây. Đinh rất chi là nhọn và sắc nhá. Nếu mà tính ấy, từ cái chỗ mối hàn này này xuống nó sẽ rơi vào tầm 6 phân rưỡi đinh. Còn nếu mà các bác tính từ đây này xuống đây nó sẽ rơi vào 4 phân. 4 phân đinh nhá. Đấy, rất nhiều bác hỏi là đinh dài mấy phân thì em cũng đã vừa đo chi tiết rồi. Thì cũng thông báo với các bác luôn là cái đinh này mà các bác tính từ mối hàn hở xuống đây này. Đây là 4 phân và trên này nữa và tổng sẽ là 6 phân rưỡi. Và mẫu này thì là bên em được làm thiết kế là inox 100%. Inox nhá các bác nhá, tất cả là inox 100%. Và được thiết kế là sẽ có 3 nấc này, 1 2 3. Nấc nhỏ dưới cùng này dành cho các bác thấp, bộ chóng chân thấp nhá. Thì bác sử dụng mà cái ốc dưới cùng này, bác chuyển cái ốc xuống dưới. Chân vừa các bác để đây và chân cao thì bác cao trên 1m7, 1m8 thì bác phải sử dụng nấc trên cùng này. Đấy nhá, ống cái hố trên cùng này, ốc xoay trên cùng này để các bác đeo. Thì một bộ như này sẽ gồm có hai một bộ một hai chân nhá, một chân trái và một chân phải các bác đeo đây, các bác đi các bác đeo. Riêng hàng này các bác đi đôi ủng vào hay đi đôi giày vào bác trèo cây vẫn thoải mái vô tư nhá. Đấy, dây thì là bên em thiết kế là dây loại dây dù không giãn đấy, đập dẹt khuyên đầu như thế này không giãn, nhưng các bác yên tâm là dẫn mẫu là dây không giãn. Và bên trong này này cũng là inox nhá, không này inox. Và được ở bên em có một bọc một miếng xốp bên trong này, khi bác sử dụng các bác thắt vào bên trong này này nó sẽ không bị đau chân nhá, thắt vào rơi vào bên trong là sẽ không bị đau chân, tránh trạng đau chân nên các bác yên tâm nó sẽ không bị đau đấy nhá. Còn nếu các bác mà đi ủng không nói không đi chân, các bác đi giày các bác thắt ở trên này không bị đau chân, ở dưới cũng vậy nhá, dây đảm bảo là dài cho bác, cho các bác. Đây bên em đã làm thiết kế ốc ở đây rồi, bác đi các bác buộc, bên em cũng có rất nhiều những cái video test rồi nhá. Hôm nay thì thông báo các bác là hàng lại tiếp tục về cái bộ guốc trèo cây hay gọi là bộ móng, nhiều bác cũng nơi gọi là bộ móng, bộ cựa trèo cây, mẫu hàng một đinh dành cho các bác chơi. Mẫu này thì bên em đang bán với giá là 500.000 đồng nhá, một bộ miễn phí giao hàng cho các bác tại nhà, nhận hàng các bác kiểm tra hàng thanh toán đấy nhá. Đều thông báo luôn là giá của bộ sản phẩm là 500.000 đồng. Tiếp tục giới thiệu thêm các bác là cái dây đai bảo hộ an toàn. Cái mẫu dây lần này là cái dây này nó là màu vàng này, lô trước nó là màu xanh hết, nhưng mà đây nếu nói chung là vàng kết hợp xanh đây nhá, xanh là xanh thanh tối màu đấy, xanh giống thân cây đấy, xanh vàng kết hợp xanh. Thì cái mẫu này là mẫu hàng của dây công ty Hòa Bình này, chịu được tới 1 tấn 1 nhá, cơ sở xuất Phương Ngọc, sản xuất dây để bảo hộ chất lượng cao đấy, xanh chịu lực tới 1 tấn 1 đấy. Các bác nào tặng nặng tới tấn 1 đúng không đấy, nên các bác yên tâm. Nhà người chúng ta nói lắm thì 6-70 cân, các bác nào nặng ký lắm thì 80 cân được cùng đấy. Đây là các bác nào mà đang có nhu cầu mua thêm cái dây bảo hộ nhé, hay gọi là cái dây đai an toàn đấy, dây đai an toàn như này đấy, thì các bác có thể liên mua kèm theo. Dây này bên em đang bán với giá là 250, các bạn khóa to nhé, khóa đồng như này đấy, khóa to 250, có bạn bên em có cả khóa nhỏ 200, nhưng mà chủ yếu các bác xài nhiều nhất vẫn là cái khóa to như thế này là 250 nhé. Đấy, đây là một cái video thông báo với các bác là cái bộ guốc trèo cây hàng một đinh, hàng một đinh hàng lại tiếp tục về để phục vụ các bác trong cái mùa dịch hàng Covid. Và các bác nào mà đã đi săn ong chuyên nghiệp đấy, đi hay tìm lan, các bác không thể thiếu những cái bộ dụng cụ hỗ trợ trèo cây như thế này đấy. Ngoài ra thì bên em có cả ống nhòm săn ong hay là quần áo bắt ong rừng đấy, các bác nào mà có nhu cầu thì có thể ấn nút đăng ký kênh, ấn góc bên qua góc phải màn hình nhé, ấn vào quả chuông góc phải màn hình để ủng hộ bên cơ sở bên em, và sẽ là những người đầu tiên nhận những thông báo mới nhất trong khi em làm những clip tiếp theo. Xin chào các bác, hẹn các bác trong những clip lần sau của bên cơ sở bên em.